Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đo cuồng điện hoặc gió các bạn, và đồng thời đấu dây vào tụ, đấu dây vào số một cách là đơn giản và dễ hiểu nhất nha các bạn. Thì cái này ở trên mạng người ta cũng đã chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà mình thấy người ta chia sẻ là rất là khó. Người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn đo những cái đầu dây ở trong này cực kỳ khó luôn, đo rất là nhiều lần, vì thế mà các bạn có thể quên hoặc có thể lộn và phải dùng giấy viết rồi nó ghi ra, rất là cực khổ và rất là khó. Còn hôm nay thì mình sẽ có một cách mình chia sẻ cho các bạn là không cần đo luôn các bạn. Mình không cần đo luôn mà mình biết chính xác là cuộn dây nào là cuộn dây đề, cuộn dây nào dây chạy và dây nào là dây số, để mình đấu vô trong con tụ hay là quạt giả, mình đấu vô trong cái số của cái quạt gió này nó chính xác hoàn toàn. Đó. Thì cái này nó rất hay các bạn. Có nhiều lúc mà khi cây quạt của các bạn mà nó để lâu ngày đó mà nó bị sứt dây, yêu cầu nó xuất ra một sợ thì một sợ nó đứt ra một sợ thì các bạn nhìn thấy thì các bạn biết đường là các bạn hàn chì lại hay các bạn cột nó lại. Còn nếu mà nó đứt ra hai sợ như thế này thì mình đâu có biết là sợ nào sẽ đấu vô chân nào, sợ nào đấu chân nào. Nếu mà các bạn đấu lộn một cái là nó sẽ cháy cụ điện liền đó. Thấy đơn giản nhưng mà các bạn không biết thì nó cực kỳ là phức tạp, chứ các bạn cực kỳ khó đó. Cho nên nếu mà các bạn xem được cái video này thì các bạn sẽ tự tay mình sửa một cái quạt tại nhà khi mà nó đứt dây điện, hay là hoặc giả là các bạn tự thay cuồng điện một cách dễ dàng. Tại vì mình đã phân biệt được, mình biết dây nào là dây số, dây nào là dây đề và dây nào là dây chạy, tức là dây làm việc đó. Đó, rất là đơn giản thôi các bạn. Rồi như vậy mình không đo thì làm thế nào để mình biết được các bạn? Đây, mình sẽ cho các bạn biết một cách hoàn toàn chính xác luôn, nó có thể chính xác tới 99% các bạn. Khi mà các bạn nhìn vô cuộn dây quạt thì các bạn tìm cho mình được ba sợi dây xanh vàng trắng như thế này. Ba sợi dây xanh vàng trắng như thế này. Ba sợi dây này tức là dây số đó các bạn. Đó, ba sợi dây này là dây số. Còn hai sợi còn lại là một cọng đỏ này là cọng dây đề nhá. Còn cọng dây xám này là cọng dây chạy. Đơn giản thôi, các bạn không cần đo gì hết. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo để biết cuồng điện nó có bị đứt hay không, nó còn xài được hay không thôi, chứ các bạn không cần đo để mà tìm các cái đầu dây này. Tại vì nó đã, tuy là nó không phải là quy ước của quốc tế nhưng mà dường như là nó đã là 99%, nó là chính xác theo cái màu này, tức là xanh vàng trắng. Ba cái màu này là ba cái màu dây số các bạn. Mà khi mình đã biết được dây số rồi thì còn hai cộng này lại là cộng một cộng là một dây đề và một dây chạy đó. Nó cũng có một vài trường hợp hy hữu là nó sẽ đổi dây như thế này nha các bạn. Thông lệ của nó là xanh vàng trắng là ba sợi dây số, nhưng thường nó sẽ đổi là một dây, trong ba cộng dây này nó sẽ đổi là một dây màu hồng hay hoặc dây màu cam. Thì nó đổi là như vậy thì cũng mình thì nhìn vô cũng biết, thí dụ bây giờ nó đổi một dây này là xanh trắng với cam là ba dây số, hay là xanh trắng với hồng là ba sợi dây số, hay hoặc giả là xanh trắng vàng hồng, trắng vàng xanh, nó đổi cộng dây ra đây xanh này thì thành dây màu hồng hay là dây màu cam đó các bạn. Nó đổi một trong ba dây này. Nhưng mà trường hợp này thì mình chỉ nói thôi chứ các bạn không cần quan tâm. Tại vì nó rất là hy hữu. Nó rất là ít. 100 cây quạt gió, 100 cuồng điện như vậy. Nó chỉ có một cuồng là nó đi nghịch với cái quy ước này thôi các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo nha các bạn. Đo coi cuồng điện này nó có bị đứt hay không. Đó. Ha, có bị đứt hay không, mình còn sử dụng được hay không. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn đo. Thì trước nhất là các bạn hãy dặn cái thang đo đồng hồ... đồng hồ kim như thế này thì các bạn hãy dặn thang đo về nhân 10 ohm nha các bạn. Đây, phải dặn lên nhân 10 ohm như thế này. Các bạn đo, các bạn không cần nhìn ohm mà các bạn chỉ thấy kim nó nhảy là ok rồi. Tại vì ở trong cuộc điện này là tất cả 5 cái đầu dây này nó đều liên quan nhau hết. Cho nên mình đo mà có một dây nào mà nó không có lên kim, tức là nó bị đứt. Thì bây giờ mình hướng dẫn chi tiết cho các bạn đây. Cái này là cuộc điện mới nha các bạn. Đây ba sợi dây số xanh vàng trắng mình sẽ để riêng ra một bên như thế này các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu đo, mình sẽ đo như thế nào để mình biết cuồng điện này nó có còn xài được hay không. Trước nhất thì các bạn hãy đo sợi dây đỏ này trước nha các bạn. Sợi dây đỏ này đo lại với ba sợi dây số. Các bạn thấy mình đây, sợi dây đỏ này đo lại với ba sợi dây số này. Nếu mà đồng thời ba sợi dây số này mình đo vô mà kim nó lên hết. Đó, kim nó lên hết, ba sợi dây này kim đều lên hết thì cuồng điện này còn tốt. Còn nếu đo ba sợi dây này mà kim không lên, đo vô ba sợi dây này mà kim đồng thời không lên hết thì cuồng điện này nó đã đứt dây nha các bạn, nó đã đứt sợi dây đề là nó đã hư nha. Còn nếu mình đo sợi dây đỏ và đồng thời đầu dây này để trắng
vàng xanh như thế này đó, mà nó có một dây nó không lên, thí dụ dây vàng này nó không lên là dây vàng nó đứt đứt cái số 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 dây vàng này, tức là dây số 2 nó đã bị đứt, thì mình còn lại hai dây mình vẫn xài được. Nói vậy các bạn hiểu không? Đơn giản. Rồi bây giờ bắt đầu mình đo nè, coi cục điện này có hư không nha các bạn. Bây giờ mình theo thứ tự là xanh, vàng, trắng, các bạn nên thuộc nằm lòng cho mình cái câu đó, tức là xanh, vàng, trắng đi. Nè, xanh này. Các bạn thấy kim lên phải không? Vàng nè. Kim lên phải không? Trắng nè. Kim lên phải không? Đó. Như vậy chứng tỏ là cuồng điện này mình đã đo được 50% là cuồng điện này còn tốt. Tại vì mình mới đo dây đỏ à các bạn, còn sợi dây xám ở đây nữa. Mình sẽ đo dây xám dưới ba sợi dây số này cái nữa. Đây. Đây. Bây giờ tới đo cộng dây xám dưới ba cộng dây số nha các bạn. Xanh bằng trắng nè, xanh nè. Lên kim nè. Vàng nè. Lên kim nè. Trắng lên kim nè. Đó, như vậy là hoàn toàn là cuồng điện này là ok nha các bạn. Rồi bây giờ cuối cùng mà mình đã đo thằng đỏ dưới xanh vàng trắng này rồi, thằng xám dưới xanh vàng trắng này rồi. Bây giờ còn thằng đỏ với thằng xám này mình chưa đo, bây giờ mình đo nó lại một cái nữa. Nhiều khi dây số nó còn nhưng mà cái dây đề dưới dây chạy nó bị đứt các bạn. Tại vì như mình đã nói là nó đã liên quan trong này hết, nếu mà có một dây nào mà nó không lên kim là nó bị hư các bạn. Rồi bây giờ mình đo lại với thằng đỏ với thằng xám nha các bạn. Tức là dây đề dưới dây chạy, dây đề giờ làm việc lên kim thấy không các bạn? Rồi như vậy chứng tỏ 100% là cuồng điện này còn tốt nha các bạn. Đó. Còn ngược lại nếu mà chúng ta đo giữa dây đỏ và dây xám này mà kim không lên là cuồng điện nó đã bỏ, cuồng điện nó hư đó các bạn. Nó đứt là dây đề hay hoặc giả là nó đứt dây chạy. Thì nói chung là nó có nhiều cách đo nhưng mà mình chỉ hướng dẫn cho các bạn là những cái đơn giản nhất như thế. Đó, chứ không có lùm tùm để cho các bạn dễ hiểu. Rồi bây giờ để mình nói lại khúc này chút các bạn, tức là ba sợi dây số là xanh vàng trắng đó các bạn. Thì các bạn đấu như thế nào? Xanh vàng trắng các bạn đấu vô như thế nào thì các bạn đấu theo thứ tự xanh vàng trắng. Như vậy là sợi dây vàng này là sợi dây trung gian, sợi dây trung bình, tức là số trung bình. Bây giờ thí dụ như thằng xanh là thằng yếu nhất, đó, thằng xanh là yếu nhất, rồi tới thằng trung bình là thằng vàng, rồi tới thằng trắng là thằng số mạnh nhất. Thì các bạn cứ đấu như thế này, xanh vàng trắng như thế này. Nhưng mà bây giờ các bạn đấu lỡ có trắng vàng xanh thì cũng được. Đó, xanh vàng trắng như thế này cũng được, mà trắng vàng xanh như thế này cũng được. Miễn là cộng dây vàng nó nằm ngay dưới giữa số trung bình đó là đúng. Còn mình đấu ngược lại thì thí dụ hồi nãy là cái xanh này là cái đầu này là số mạnh nhất, rồi tới số trung bình, rồi tới số yếu nhất. Nhưng mà mình đổi là thì số này là số yếu nhất, rồi tới số trung bình, tới số mạnh nhất. Nó ngược lại thôi. Giống như hồi nãy là số 3 mạnh, bây giờ số 1 mạnh, là số 3 yếu, trở ngược lại vậy thôi. Nói vậy các bạn hiểu không? Dây vàng á, các bạn phải đấu ngay số giữa. Thì đối với cái công tắc này cũng vậy thôi. Đây là cái công tắc này, là công tắc dùng cho quạt treo tường. Nó các bạn thấy không? Nó có 3 chấu nè các bạn thấy. Đây là công tắc dành cho quạt treo tường hay hoặc là quạt lở công nghiệp á. Đó. Thì nó dùng cái công tắc này. Còn quạt để bàn thì dùng công tắc này. Công tắc thì nó có 4 nút thôi các bạn, một nút số 0 và 3 nút số. Còn ở đây nó có thêm một cái công tắc này là công tắc đèn á, mình không có xài thì mình không có sử dụng tới thì mình bỏ qua đó, mình hướng dẫn cho các bạn để sử dụng mấy cái này. Nó thì cái này cũng vậy, xanh vàng trắng thì các bạn cứ ấy vô số 1, số 2, số 3. Nó màu xanh rồi tới màu vàng này ngay giữa. Rồi tới màu trắng thì bìa này vậy thôi ha các bạn. Thì hai thằng này thằng nào cũng vậy thôi, thằng thì nó làm kiểu tròn, thằng cũng làm kiểu dài thôi, đơn giản. Rồi bây giờ mình đấu vào tụ thì sao nữa các bạn? Đây tiếp tục mình sẽ đấu vào tụ luôn nha. Rồi bây giờ như mình đã biết ba thằng xanh vàng trắng này là ba thằng số, bây giờ mình sẽ gắn vô số cho các bạn xem nha. Đây mình gắn công tắc tròn đây nha, công tắc dài hay công tắc tròn gì cũng vậy thôi. Gắn công tắc dài để cho nó dễ và nó rộng rãi hơn, dễ gắn hơn. Đây xanh vàng trắng nè, bây giờ thí dụ nè. Rồi bây giờ mình đã nối xong rồi các bạn, mình không có chấm chì, mình không có hàng chì nha, mình cột về cho các bạn nhìn các bạn dễ hiểu. Đây xanh vàng trắng nè các bạn, dây vàng là lúc nào cũng phải nằm ngay giữa đó. Còn dây xanh với dây trắng này mình có thể đảo chiều là bình thường ha. Rồi như vậy là trong cái cụm dây này mình sẽ còn lại hai cái đầu dây là một cậu dây đề và cộng dây chạy. Dây đề là màu đỏ, dây đề là dây đỏ đây đó, và cộng dây chạy tức là dây làm việc là dây xám. Vậy mình sẽ nối như thế nào các bạn? Đây đơn giản nha. Rồi như dây đề, nói tới đề thì chắc chắn là phải có tụ,
cho nên các bạn phải gắn cái cọng dây đỏ này vô chân đỏ của con tụ. Chân đỏ hay chân trắng gì cũng được hết các bạn. Như ở chân tụ này nó có hai chân, chân đỏ và chân trắng. Thì mình gắn vô chân đỏ đi cho nó dễ, cho nó phù hợp và nó dễ đúng màu. Đó, tức là cọng dây đề của cuồng điện mình sẽ đấu với cuồng với một chân của một tụ điện, và một chân còn lại của tụ điện này mình sẽ đấu vô đâu? Mình sẽ đấu vô cọng dây xám còn lại luôn. Rất là đơn giản các bạn. Thấy không? Còn hai cái đầu dây còn lại thì mình sẽ nấu vô hai chân tụ. Đơn giản thấy không? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách từ từ vậy. Rồi. Để mình lấy cọng dây điện. Rồi bây giờ tới đây. Tới đây thì dây cấp nguồn mình sẽ đấu vào đâu các bạn? Đây, đây là dây nguồn, tức là dây hai điện 220 lên đó. Mình sẽ đấu vào đâu? Mình sẽ đấu một đầu vào chân chạy. Chân chạy là chân nào? Chân dây xám thôi các bạn. Đó, đỏ đề xám chạy, nãy mình đã nói rồi. Dây đỏ này là dây đề, dây xám là dây chạy. Thì mình sẽ đấu vào chân chạy. Tức là một đầu mình sẽ đấu vô đây. Đó. Chứ các bạn không có đấu qua dây đỏ nha các bạn. Dây đỏ là dây đề thì chỉ một mình nó nấu với dây đỏ của con tụ thôi. Rồi như vậy là dây còn lại này của dây nguồn này mình sẽ đấu vô đâu? Mình sẽ đấu vô trong cái ổ điện. Đây các bạn. Ổ điện nó còn những cái chân phía bên bìa bên đây nè. Đó, bên đây nè. Mình sẽ đấu nó vô đây. Rồi. Mình sẽ đấu vô thế này. Như vậy là xong đó các bạn. Còn đấu với cái công tắc xoay này, công tắc tròn này. Thì mình sẽ đấu vô đâu? Đây các bạn, đấu vô đây. Bạn thấy không? Đó. Còn đối với công tắc dài mình sẽ đấu vô đây. Nó có cái chấu sẵn, các bạn nhìn thì các bạn thấy liền. Nè, nó có chấu hàng, cái chấu để cho mình đấu ra, thấy không? Đó. Thì còn một đầu còn lại mình đấu vô đây là ok. Như vậy là coi như xong các bạn. Rồi. Đó. Thì video này nó tóm gọn thì nó cũng không dài mà nó không ngắn các bạn, nhưng mà các bạn theo dõi hết video thì các bạn sẽ làm được hết, các bạn sẽ hiểu hết. Còn nếu các bạn là tua video thì điện tử mà các bạn mà tua video thì xem các bạn không hiểu đâu. Rồi video đến đây là kết thúc các bạn. Các bạn cảm thấy thích kênh mình, thích video này thì xin cho mình một like và một bấm chuông nha các bạn. Còn một đăng ký kênh, còn các bạn nào đăng ký kênh rồi thì xin cho mình một like vào cái bấm chuông để mình ra video mới thì các bạn sẽ sớm tiếp nhận được video nha các bạn. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.